Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Tuấn đến từ Nha khoa Thúy Anh. Dạo gần đây ở phòng khám thì chúng tôi tiếp nhận khá nhiều những bệnh nhân đến than phiền vì cái cơn đau ở vùng mang tai hay là không há được miệng. Và bệnh nhân thì đã đi thăm khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Có nơi thì thăm khám, chụp chiếu rồi chẩn đoán là không có vấn đề gì cả. Có nơi thì chẩn đoán là viêm khớp thái dương hàm, có điều trị nhưng mà các triệu chứng thì không có sự thuyên giảm. Thậm chí là một số bệnh nhân là còn bị nặng hơn, còn khó chịu nhiều hơn. Thì chính vì như thế nên bệnh nhân thì đâm ra lo lắng rất là nhiều và họ lo sợ rằng là cái bệnh này thì không thể chữa được. Nhiều rằng thì như thế có phải không? Hiện tại là mình đau bên phải, lúc nhai rất là đau, không há được to miệng. Cách đây 6 hoặc 7 năm rồi. Những lần trước là thường là 1-2 năm bị một lần và thường kéo dài đau chỉ tầm tuần, 2 tuần là hết. Còn đợt này là những đợt vào trong Tết mình làm mình bị đau tầm 2 tháng mới hết. Mình có đi thăm khám ở cấp viện, người ta kê thuốc mình về uống là nó khỏi ra. Sau lại bị tái lại. Vâng, tái lại. Và đợt này là thấy nó bị nặng hơn đúng không? Bị lâu hơn. Thì bây giờ là mình có thể tóm gọn lại cái tình trạng của anh Duy là như thế này. Tức là anh đã bị cái tình trạng đau ở vùng khớp này cũng được 6-7 năm rồi. Và trước đây thì cứ mỗi lần đau là anh có uống thuốc thì sau nó cũng đỡ. Như cái đợt này thì là trước Tết thì là cũng bị đau và nó kéo dài hơn, dai dẳng hơn. Trước đây thì có thể là khoảng 1-2 tuần là anh đã khỏi. Nhưng đợt vừa rồi thì cũng phải mất đến 2 tháng rưỡi, 2 tháng mới khỏi. Nhưng sau đó thì nó chả được bao lâu thì nó lại bị đau lại. Hiện tại là cái đợt đau này thì cách Tết cũng không bao lâu cả. Thế tức là cái và bây giờ thì có vẻ nó đang nặng hơn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái tình trạng há miệng cũng như là cái vùng đau của anh ở trên mặt là như thế nào nhá. Rồi, cắn lại bình thường xem. Giờ anh há hết cỡ đi. Há nó đâu? Không. Há này có đau chưa? Có hơi đau. Anh chỉnh vùng đau này. Không. Rồi. Bây giờ anh há hết cỡ đi xem. Chỉ há được đến đây thôi đúng không? À. Cứ bước thì có được không này? Bây giờ thử đo nhé, đo xem là cái biên độ là bao nhiêu nhé. Ngồi cổ lên em xem nhé. Biên độ vào đây thì là độ khoảng 2 năm. Đây đo thì khoảng 23, bây giờ nó hơn độ tí khoảng 25mm đấy. Thử cấm bước ra xem được bao nhiêu lâu nhé, bao nhiêu. Có đau lắm không? Không. Đau à? Cấm bước thì cũng được, chỉ lên được khoảng tầm gần 30mm thôi. Bây giờ anh cắn lại đi ạ. Anh há lại đi ạ. Anh cắn lại đi ạ. Anh chuyển động hàm sang hai bên đi em ạ. Chuyển đứa sang trái có đau không? Hơi đau. Đứa sang phải không đau đâu đúng không? Không đau, còn đi kêu khục quá. Kêu bên trái này. Kêu bên phải. Bên phải là kêu. Vâng. Đứa sang trái em xem. Này thì đau đúng không? Ừ, hơi đau. Okay. Há to lại xem. Thử đưa ba ngón tay vào có được không? Không được. Chỉ được khoảng 2 ngón đúng không? Ừ, 2 ngón. 2 ngón còn chặt. Ừ. Chào mọi người, thì vừa rồi thì chúng ta đã xem cái video ghi lại cái tình trạng khi mà anh Duy vừa mới đến với phòng khám, ghi lại cái tình trạng ban đầu của anh là như thế nào. Thì thực tế thì bây giờ thì anh có còn nhớ cái tình trạng trước đây của mình là như nào? Anh vẫn nhớ. Nào đấy là ăn là đau là không há được to mồm. Mà mỗi lần ăn là đau hết bên phải này. Ăn nhai ăn có tiếng lục cục, kêu lục cục nữa. Rất là khó chịu. Nên là tiếng kêu lục cục này, ăn nhai đau này và khó há miệng, không há nó to được. Không há nó to. Thì khi đó thì mình có đã từng đi thăm khám và cũng có điều trị ở đâu chưa? Có, mình đợt năm đầu tiên mình có vào viện răng hàm mặt. Bác sĩ chỉ về kê thuốc kháng viêm rồi giảm đau thôi. Lúc đấy uống trong vòng 10 ngày thì nó hết. Nhưng mà được 3-4 tháng sau lại bị lại. Thế là mình cứ theo đơn thuốc đấy, mình không đi khám, mình cứ theo đơn thuốc đấy mình uống. Uống lần này phải uống 20 hôm thì nó mới hết. Đấy cứ tình là sau đấy cứ vài năm, ví dụ 5 bị một lần, 5 bị 2 lần. Năm vừa rồi là bị nặng nhất là bị 2 tháng rồi không hỏi. Uống thuốc gần như là liên tục. May quá mình biết được nha khoa Thúy Anh, mình đến đây mình khám. Vâng. Trước khi mình đến đây là mình có tìm hiểu trên mạng rồi. Cái bệnh này nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình lắm. Nên thành ra là
mình cũng tìm lên mạng YouTube, mình Facebook mình search này thì thấy Lao Khoa thì anh điều trị nhiều ca như này rồi, có video với thức đàng hoàng hết nên mình đến mình thăm khám mình điều trị. Đó, thì anh có sợ cái bệnh này nó không chữa được hay như thế nào? Rồi mình cũng hiểu trên mạng mình đọc là bệnh này nó theo mình cả đời không chữa được. Rồi khi mình đến bác sĩ cũng nói là cái này là theo anh cả đời không chữa khỏi được, nên mình cũng rất là sợ. Thì đến cái thời điểm đến bây giờ là anh cũng điều trị từ tháng mấy nhỉ? Tháng 4 từ thời gian đầu là anh đeo máng định vị đúng không ạ? Có một số cái vấn đề với đeo máng định vị ở thời gian đầu đó là thứ nhất là nó sẽ hơi cảm giác bị ê răng đúng không? Ê đặc biệt là phần răng cửa dưới, tại vì đôi khi mình đưa hàm dưới trước rồi mình có thói quen lùi hàm về sau thì có thể nó vướng vào những gờ chặn, nó sẽ hơi ê. Đó, cái thứ hai nữa là tại vì hàm nó cứ định vị ở vị trí ra trước và thời gian đầu thì mình đeo thời gian nó nhiều hơn, cho nên là cái nó tạo thành một cái thói quen cơ và thành ra là hàm mình khi mình bỏ máng ra mình ăn nhai thì nó cũng sẽ chưa về được khớp ngay, và anh cảm giác là lúc nào hàm mình cũng cứ đưa ra trước vậy và cắn thì không cắn được khớp ăn hàm đúng không? Thế lưu ý là tâm lý mình có lo, em thấy lúc ý anh nhớ là anh có nhắn tin hỏi em mấy lần đúng không? Thế tức là mình cũng lo lắng là sợ là hàm mình cứ đưa ra trước nó không đưa về được, đúng rồi, sợ mình sợ là không nhai được hai bên nữa. Cứ đưa ra trước tại vì là không khít được hàm thì rõ ràng đúng rồi. Việc nghiền thức ăn là không nghiền được đúng rồi. Thì mình cứ sợ là sau này là có bị như vậy mãi. Vâng, đúng rồi. Sợ bị như vậy mãi. Đó. Thì là sau đó thì cũng động viên anh, cũng trấn an là thực ra là những cái phản ứng kiểu như thế thì gặp phải rất nhiều bệnh nhân mà bắt đầu đeo máng định vị. Thì là có những cái phản ứng rất là dễ thấy, ví dụ như là ê răng. Cái thứ hai nữa là thời gian đầu thì cảm giác là không khớp hàm, khi mà hàm nó cứ ở vị trí đưa ra trước, tức là nó chỉ cắn chạm đến trước thôi. Còn răng hàm thì cảm giác nó hở và nó không nghiền nát được ăn, cho nên là nhiều bệnh nhân rất là lo lắng, là sợ là hàm mình cứ bị như vậy mãi. Nhưng thực tế thì không. Thì thời gian sau thì những người làm với những bệnh nhân mà đã chuyển sang đeo ban đêm ấy, thì nó sẽ đỡ dần và sau đó nó sẽ hết hẳn. Hàm sẽ về trở lại vị trí ban đầu, nó khít hẳn với nhau. Thì đến bây giờ là cũng được 5 tháng điều trị rồi. Thì bây giờ những cái triệu chứng của anh hiện tại như thế nào? Mình sẽ đi từng triệu chứng một. Thứ nhất là hay là mình nói một cách tổng quan đi, tất cả các triệu chứng của anh hiện tại là bây giờ là như thế nào? Tất cả các triệu chứng này gần như là biến mất hết rồi. Vâng. Bây giờ có thể há to mồm này, ăn không còn tiếng kêu lục sục, mà không còn thấy đau nữa. Tức là gần như mọi cái đã gần trở như, về bình thường. Đúng rồi, gần như là trở về bình thường rồi. Anh ăn uống bây giờ là có thoải mái hơn chưa? Mà mình ăn nhai được những đồ ăn như thế nào? Rất thoải mái rồi. Gần như là thức ăn bình thường hàng ngày là mình ăn được hết rồi. Trừ phi những cái cứng quá hoặc là dai quá mình cũng không, mình tránh thôi, mình không ăn thôi. Còn đồ ăn bình thường mình ăn được hết rồi. Tức là mọi cái nó đã trở về được cái nhịp sống sinh hoạt bình thường của anh chưa? Đúng rồi, gần như là về. Thế tức là sau 5 tháng điều trị và cũng khá là gặp phải một số khó khăn ở thời gian đầu khi mới mang máng, thì bây giờ anh Duy thì những cái triệu chứng như là tiếng kêu là hết này. Đau khi ăn nhai nó cũng không còn nữa. Bây giờ còn đau gì nữa không ạ? Không đau cái gì. Không đau một cái gì nữa. Gần như đau là hết hoàn toàn này. Cái tình trạng há to thì ngày trước đây thì nó không há được, thì bây giờ anh cũng đã há tốt rồi. Thì tí nữa mình cũng sẽ xem cái video trong miệng để xem cái tình trạng mà há của anh là như thế nào, và mình sẽ so sánh trước và sau khi điều trị để đánh giá cái biên độ há ngậm của anh. Thì thế là các triệu chứng bây giờ gần như là cũng loại trừ hết hoàn toàn. Đúng rồi, loại trừ hết. Lâu lâu là có đau mỏi hay khó chịu gì không? Không, gần như bình thường hết rồi. Không có đau mỏi không biết gì cả. Thế tức là bây giờ mình đã đáp ứng rất là tốt với cái việc điều trị rồi. Thì trong suốt cái thời gian điều trị thì anh thấy ở Nho Khoan thì anh thì mọi người cách làm việc mọi người thì như thế nào? Cái đầu tiên mình cảm ơn các y bác sĩ, đặc biệt bác sĩ Tuấn rất là nhiệt tình, chu đáo và nhẹ nhàng trong khám nhiều điều trị của mình. Đấy, mình đánh giá là Nha Khoa Thị Anh là rất là tốt về chuyên khoa răng hàm mặt này.
Mình cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, tìm hiểu lâu lắm rồi mình mới dám đến đây. Mình tin tưởng, quyết định đặt niềm tin vào nha khoa Thùy Anh. Cũng cảm ơn anh là đã cho niềm tin và cũng lựa chọn đến để bên em có cơ hội để cũng có thể này, điều trị cái bệnh lý rối loạn khớp này cho anh. Thì anh có một cái lời khuyên nào dành cho các bạn mà cũng có gặp phải những cái tình trạng giống như lời khuyên của mình là giá như mình trước đây mà mình biết đến nha khoa Thùy Anh trước sớm ấy, thì mình điều trị sớm thì không phải chịu ảnh hưởng của cái khớp lâu như vậy. Mình khuyên các bạn là ví dụ có đau khớp thái thương hàm thì các bạn chọn những nha khoa uy tín đấy, các bạn nên khám sớm và điều trị sớm để tránh ảnh hưởng về lâu về dài. Cảm ơn anh ạ. Thì đấy, vì hôm nay cũng là kết thúc rồi thì em hẹn một buổi nữa đi, một lần nữa để qua bên Cầu Giấy để em có thể quét lại một khớp cắn một lần cuối cùng. Còn cứ bất cứ khi nào có vấn đề gì thì có nhắn tin cho em. Có kẹt nữa. Em cắn. Ok. Hai to em xem. Rồi cứ cắn nữa. Hai em xem. Cắn. Đưa hàm sang hai bên. Đưa hàm sang hai bên em xem. Nắc sang bên phải, nắc sang trái. Này có khó chịu gì không ạ? Không. Cắn lại. Khớp cắn nó về hết rồi đúng không? Cắn chặt lại. Bây giờ là anh ăn nhai là bình thường rồi đúng không? Đúng rồi, anh ăn nhai bình thường rồi.